biệt hôm nay phòng trà ca nhạc Phật tử cứ Moonlight chào đón MC Đại Dương tới thưởng thức món bún bò. Đại Dương ơi, cho Vũ hỏi vài cảm giác và cảm nghĩ của Đại Dương khi mà thưởng thức hương vị đầu tiên. Anh Luân Vũ à, tôi rất là thích các món bún bò ở khắp mọi nơi, nhưng mà đặc biệt là khi mà đến cái nhà hàng ngày hôm nay, trong cái tình trạng vừa thèm món bún bò này mà rất là bất ngờ nữa, nên cảm thấy đây là món ngon nhất ở Quận Cam ngay hiện tại bây giờ. Xin cảm ơn Đại Dương, nhớ quảng cáo bạn bè dùng cho Luân Vũ nhé. Dạ thưa anh, cảm ơn thật là nhiều. Đại Dương ăn tiếp nha. Dạ. Đây, trong không gian của Moonlight cái thưa quý vị. Tiệc cưới một lời là đằng xa là nữ MC duyên dáng Quỳnh Hương cũng đang thử thức món bún bò mù rớt tại Moonlight.